Rồi, chào các bạn, hôm nay là sáng thứ sáu. Thời tiết ở thành phố Đà Nẵng mình rất là mát mẻ, nhìn trên bầu trời là có rất là nhiều mây này. Đó. Những ngày gần đây ở thành phố Đà Nẵng mình nắng nóng kinh lắm, gần 40 độ. Bà con buổi chiều ra tắm biển rất là đông, đặc biệt là ở Quảng Trị các bạn nè, Quảng Trị Huế nắng kinh khủng lắm. Những chiếc xe mà chạy trên đường cao tốc Túy Loan Cam Lộ bị nổ lốp xe rất là nhiều. Ngày hôm qua mình đọc là có đến 12 trường hợp bị nổ lốp xe, có những xe nó bay vào trong lề luôn. Rất là may mắn là nó không rơi xuống vực. Thời tiết nó nóng quá các bạn, chạy tầm tầm khoảng từ 11 giờ mà cho đến tầm tầm khoảng 3 giờ chiều á, là cái thời điểm đó nóng kinh khủng đó. Để cập nhật gửi đến với các bạn một vài thông tin nè. Tối hôm qua có cái tin gì không mà thị trường chứng khoán Mỹ giảm rất là sao? Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 đều giảm khá là sao. Thì trước đó một ngày có một cái thông tin là chủ tịch Fed ở bang Atlanta phát biểu rằng với tình hình lạm phát còn duy trì cao như thế này thì cái việc mà cắt giảm lãi suất còn phải kéo dài trong một thời gian tương đối lâu nữa, và cái việc mà cắt giảm lãi suất có khả năng là nó rơi vào cuối năm. Các nhà kinh tế họ dự báo rằng đây là một tín hiệu Fed có khả năng là kéo dài cái việc duy trì lãi suất cao, và việc cắt giảm có thể là nó rơi vào những tháng cuối năm, và số lượng lần cắt giảm có khả năng là giảm xuống. Trước đó người ta kỳ vọng là 3 đợt, nhưng lần này có khả năng là không đạt như cái kỳ vọng của họ. Thì đó là thông tin như vậy thôi, chứ còn không biết đó là cái tin tác động đến thị trường chứng khoán Mỹ hay là không. Còn về thị trường Việt Nam mình á, ngày hôm qua tiền vào khá là ít các bạn, chỉ có 23.800 tỷ thôi, giảm 3 điểm. Có một điều tích cực là khối ngoại ngày hôm qua họ quay trở lại mua ròng gần 500 tỷ, còn khối tự doanh mua lại 650 tỷ. Không biết rằng ngày hôm nay có những cái tin xấu về thị trường chứng khoán Mỹ nó sẽ tác động như thế nào đến với thị trường chứng khoán Việt Nam. Mình có một cái thống kê như thế này các bạn nè. Từ đầu năm tới giờ các nhà đầu tư cá nhân người ta đổ vào thị trường là 14.000 tỷ, 16.000 tỷ. Riêng tháng 3 là người ta đổ vào 10.000 tỷ. Số tiền của họ chiếm đến gần 80% tổng tất cả các giao dịch. Nhiều chuyên gia đánh giá rằng tỷ lệ các nhà đầu tư tham gia trong thị trường chứng khoán chiếm một tỷ trọng rất là lớn, thì nguy cơ thị trường Việt Nam của chúng ta có mức độ điều chỉnh nó rất là sao. Khi nó tăng thì nó tăng cũng kinh khủng, nhưng mà khi nó giảm thì nó giảm cũng rất là sao. Bởi vì các nhà đầu tư cá nhân đông thường sử dụng đòn bẩy cao. Thứ hai là khi có biến là nó dễ tác động đến tâm lý của họ. Vì vậy mà thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta nó mang tính đầu cơ và cái tính dao động nó rất là mạnh. Đó, hồi nãy mình nói các bạn khi nó tăng là tăng như lên đồng, nhưng mà khi nó giảm thì nó ra cũng kinh khủng lắm. Còn về thị trường bất động sản, ngày hôm nay mình đọc cái tin là luật mới ra đời á, hạn chế bất tình trạng chi lô tách thửa, thì liệu rằng trong chu kỳ tới đất này có tăng một cách mạnh mẽ hay là không, và cái giá bất động sản đất này có khả năng là tăng cao trong chu kỳ đến đây. Thì chúng ta nhìn lại chu kỳ trước á, có việc mà phân lô tách thửa là một việc làm tự do thoải mái, tại vì luật cho phép. Vì vậy mà trong khoảng thời gian khoảng 5 năm, 7 năm
cái chu kỳ vừa rồi ấy, các nhà đầu tư cá nhân hoặc là đầu tư tổ chức gì đó, họ đi gom đất và người ta chia nhỏ ra người ta bán, đem lại những khoản lợi nhuận rất là lớn, đồng thời cũng để lại những hậu quả rất là lớn, đó là phá nát tất cả các quy hoạch của địa phương, rồi đất vườn, đất ruộng, đất gì mà bán được là người ta chia lô ra người ta bán hết. Tại vì mua bán quá nhiều và nó vượt quá xa so với nhu cầu ở thực, cho nên những cái đất mà chia lô đó hiện bây giờ để đóng rất là nhiều đó. Kể cả đất dự án, rồi đất trong ngõ, trong hẻm, rồi trong những cái vườn nhà dân đều chia lô hết. Vì số lượng ra nhiều, cái giá lúc nào nó thấp cho nên là nó lôi kéo được một lượng nhà đầu tư tham gia. Đất này chúng ta biết là mua để đó cho nên là nó rất là khỏe, không có lo quan tâm nhiều đến nó. Cái giá thì nó cũng dễ chơi nữa, vài trăm triệu cũng có, vài tỷ cũng có. Vì vậy mà các chu kỳ trước, đất này luôn luôn sôi động, đem lại những khoản lợi nhuận cực kỳ to lớn cho các nhà đầu tư. Nhưng mà khi thị trường nó rơi thì những người mua đất này đó thì bây giờ đang lỗ rất là nặng. Theo luật mới thì sẽ hạn chế bớt tình trạng phân lô tách thửa. Rồi những đất mà trước đây chúng ta tách tự do, đất vườn, rồi đất nông nghiệp gì đó, trước đây chúng ta mua một lô lớn, sau đó là hiến đất làm đường, chia lô tách thửa ra, cái việc đó hiện bây giờ là luật không còn cho phép nữa. Chắc chắn chu kỳ tới này, với quy định chặt chẽ như thế này thì nguồn cung đất này, những cái đất mà trước đây phân lô tách thửa mà chúng ta tự làm, nó sẽ giảm đi. Nguồn cung giảm theo cái lý thuyết á, nó chênh lệch cung cầu thì cái giá đất này có khả năng nó tăng lên đó. Hiện bây giờ nó chưa tăng, bây giờ nó chưa tăng là vì đã nói rồi đó, đang rơi vào giai đoạn trầm lắng của thị trường, dòng tiền đã rút đi rồi cho nên là thị trường nó trầm lắng, giá cả đất này nó cũng rơi xuống. Nhưng mà trong chu kỳ tới này, tình hình kinh tế hồi phục, mọi thứ dần dần tốt lên, ngân hàng cho vay trở lại, trong khi nguồn cung của chúng ta nó không có dồi dào thì chắc chắn là cái giá nó sẽ đã lên cao hơn. Cho nên từ nay đến cuối năm á, các nhà đầu tư nào mà đang có những cái đất lớn á, thì cũng phải tranh thủ xả ra. Chứ từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 áp dụng cái luật mới thì chúng ta không còn xả được nữa. Đây là cái giai đoạn chạy đua với thời gian. Mặc dù vậy nhưng mà cách đây 2 quận nam chúng ta biết là một số địa phương họ đã ban hành những cái văn bản cấm việc phân lô tách thửa rồi. Mặc dù cái việc cấm này là nó không đúng quy định các bạn ạ, nhưng mà nhiều địa phương thấy tình hình sốt đất quá cho nên là ra văn bản cấm. Mình chia sẻ với các bạn, cách đây cũng mấy tháng mình có một cái có buổi mình nói chuyện với các bạn á, Bộ Tư pháp có một cái văn bản gửi về thành phố Hà Nội yêu cầu là hủy một cái văn bản gì của thành phố đó, và ngăn cấm cái việc mà phân lô tách thửa, cái đó nó không đúng quy định của luật. Mà nhiều khi Việt Nam mình phép vua thua lệ làng, sản bán làm cho mọi thứ nó bất ổn kìa. Anh cũng ra công văn anh cấm đại thôi chứ còn nó bị lục đâu cho phép đâu, nó bị lục cũng đâu có cấm đâu, nhưng mà mấy anh cấm. Gặp như ở nước ngoài là người ta đâm đơn người ta kiện đó các bạn. Ở tình hình là như vậy các bạn ạ. Ngày nay có một bài Thái cũng hay hay tham gia thay với các bạn như vậy thôi.
anh em nào mà đang giữ những cái đất mà phân lô tách thửa đó, những cái vị trí ngon ngon thơm thơm thì cân nhắc. Nếu như không vay không mượn gì thì có thể ôm chờ chu kỳ đấy, giá cả nó tăng thì bán thoát ra khỏi thị trường. Còn ví dụ như là mua để dành cho con cho cái thì thôi, bởi vì bán thì dễ nhưng mà có khi mua lại là khó đó. Những cái đất nào mà nó nằm trong vị trí dân cư đông đảo, đường xá đi lại thuận tiện, mà mua để dành cho con thì theo mình thì cũng không nên bán. Bán xong rồi có khi một năm sau mua lại không được đó, giá cả nó tăng lên thì coi như là mua lại không được luôn, mất cơ hội. Rồi ngày nay có một vài câu chuyện để nói với các bạn như vậy thôi. Bye, chào các bạn ạ.